Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua Robux mà chưa biết mua tại đâu, anh em có thể ghé ngay qua shop robux.vn. Shop sẽ có dịch vụ mua Robux 120 giờ và cũng như mua nick nha anh em. Và cũng như là vòng quay random cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em. Và còn có dịch vụ cày thuê và dịch vụ mua game pass nha các bạn. Và tất nhiên chỉ có thể tại shop robux.vn. Hello và xin chào mừng anh em trở lại với channel của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ khám phá đảo Mirage Island xem liệu đảo nó sẽ có cái gì đặc biệt nha các bạn. Đây, và đầu tiên thì hiện tại mình đã tìm thấy đảo Mirage Island rồi. Và nó có tận đó chính là 3 địa điểm cơ, nhưng mà hiện tại mình chỉ tìm thấy có một cái vị trí thôi các bạn ạ. Và đây mình sẽ hiện tại cái đảo của mình đang đó chính là ở ngay giữa Hydra Island và cũng như là Tree, cái cây to to á, ngay gần cái cạnh ấy luôn. Và tí nữa mình cho anh em coi sau ha. Và hiện tại là mình đang đi trong cái đảo nhưng mà nó rất là tối luôn anh em. Nó gần như không có một cái gì trong đảo luôn ấy, tôi phải khai thật với các bạn luôn. Đâu để tôi sẽ đi thử xem nhặt được dương hay là có cái gì đặc biệt trong đảo không. À có dương này. Dương màu tím tím. Nhặt. Sau khi nhận dương này anh em có thể nhặt được fragment nha các bạn. Đâu còn dương kim cương. À dương này vẫn nhận được vàng, à nhận được belly thôi. Và chỉ có nhận được 11.000 belly thôi. Và một cái dương thì các bạn có thể nhận được đó chính là từ trung bình cho chính là khoảng 100 fragment nha. Đâu để tôi sẽ huy động anh em tìm kiếm con NPC trên đảo nha. Và con NPC này thì anh em có thể được mua trái ác quỷ khác với ở Block Fruit Dealer bình thường nha. Và đặc biệt là cái đảo này nó chỉ có ở bên Shiba thôi. Và đấy, ui dồi ôi, tôi đi tìm mãi con NPC không được luôn. Tôi nhặt toàn ra fragment thôi các bạn ạ. Nãy giờ nhặt chắc cũng phải đến gần nghìn fragment rồi. Đấy, kiếm fragment cực dễ đâu, khó đâu. Đấy, nếu mà mình tôi nhặt nguyên cái đảo này khá là nhiều fragment nha các bạn nha. Ôi dồi ôi. Trời ơi, sao tìm mãi không thấy con NPC ở đâu nhỉ? Vừa nãy là tôi không có coi kỹ clip của Astroid nên không có tìm thấy con NPC đâu anh em ạ. Chắc là tôi phải đợi mấy thằng cu kia cô đấy tìm cho rồi, chứ tìm mãi đây không thấy luôn các bạn. Cày vãi luôn ạ. Trời ơi. Nhưng mà được cái nãy là nhặt cũng được khá fragment đó các bạn. Ôi giời, đâu để tôi sẽ đi tìm xung quanh đảo xem liệu nó có gì hot tiếp không nào. Vậy là đảo mới này thì nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt mấy anh em nhỉ. Nó chỉ được một cái là nếu anh em nào mà tìm thấy đảo thì nhặt được fragment thôi. Thôi thì cũng được. Nhưng mà kiếm cái này thì tôi nghĩ là chắc để vui vẻ thôi. Đấy. Và như anh em có thể nhìn thấy là nếu tôi bay lên trên ấy thì tất cả ở dưới nó sẽ thành sương mù luôn. Nó không thể nhìn thấy một cái gì được, giống như là một bức tường vô hình, kiểu một cái gương vô hình mình đang nhìn vào đấy vậy. Chẳng nhìn thấy một cái gì ở dưới hết cả các bạn ạ. Dội vãi lựu đạn luôn. Tìm mãi không thấy con NPC đâu luôn. Ôi giời, có khi nào nó ở bên trên không ta? Để tôi thử bay xung quanh kiếm xem. Phải tìm được con NPC anh em ạ. Để tôi so sánh cho anh em biết là hai con NPC đấy nó sẽ có gì khác biệt nhau nhá. Bởi vì tôi coi qua cái video là nó hai con Block Fruit Dealer á là khác nhau á. Kiểu một con là bán trái, ví dụ một con bán trái bom thì một con kia sẽ bán trái Spike, kiểu nó sẽ khác nhau. Ui, để tôi cố gắng tìm xem nào. Nhìn là thấy lem lem rồi đó. Được đâu. Ui dồi ôi, tìm nãy giờ hơn 3 đến 4 phút đồng hồ rồi tìm không ra, không ra anh em, toàn dương thôi. Tay thế nhở. Được rồi, dội vãi, nhưng biết phải làm sao giờ anh em, cứ bay đều thôi anh em. À, thằng cu ghê kêu thấy rồi này. Đây, ui, nó ở tận trên này cơ á. Vãi rồi ạ. Ui, tôi biến luôn Phoenix. Ui dồi, xài luôn skill F, nhìn đẹp á. Nhìn đẹp không anh em? Phoenix Awakening đó anh em. Nhìn cũng đẹp phết anh em nhỉ. Đâu, để tôi sẽ check Block Fruit Dealer bên này xem nào. Hiện tại nó đang bán đó chính là trái bom và trái Spike, Spring, Smoke. Ok. Và trái Light nữa này. Ok. Và trái một trái String nữa, hết rồi anh em ạ. Hết rồi. Nó chỉ đến đấy thôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi xung quanh đảo cho anh em coi vị trí của đảo hiện tại tôi đang ở đâu. Và cũng như là tôi sẽ về xem, check xem Block Fruit Dealer bình thường sẽ ra sao nha anh em. Ok, tôi sẽ bay thử ra rìa đảo xem nào. Đâu rồi, bay thôi.
Đảo thì nó chỉ có như này thôi anh em. Nhìn thì, nhìn từ ngoài vào thì nhìn nó cũng gọi là bí ẩn thôi. Nói chung đảo bí ẩn thì cũng gọi là tạm ổn anh em ạ. Đấy, để vui vẻ thôi, để đi kiếm vui vẻ thôi. chứ cái đảo này nó không có farm có được quá hay gì đâu nhá. Đấy, nếu anh em đi xa xa thì mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ cái đảo này ở giữa map luôn nha. Đó, ở ngay gần Hydra Island, và cũng như ở bên trái là cái cây chi và bên phải là cái castle, và nó có tận 3 địa điểm cơ. Và hiện tại đây mới là chỉ là một cái địa điểm đầu tiên mà mình kiếm ra thôi các bạn ạ. Còn 2 địa điểm nữa thì tôi chịu nha. Và khi đi gần vào thì nó sẽ như là một cái lớp xương vô hình vậy anh em ạ. Khá là khó hiểu luôn á. Đấy, tôi chụp ảnh lại cái cho anh em quay cho nó khoái khoái, hiểu không? Và bây giờ tôi sẽ đi thử dạo xung quanh xem một vòng đảo bằng cách bay xung quanh xem nó có cái gì hot hay không nhá. Cái đảo này thì theo tôi nghĩ là nó chỉ có dương kim cương và dương fragment, và cũng như là block fruit dealer hết rồi. À, còn anh em nhìn từ ngoài đảo nhìn vào này nhìn nó cũng khá là đẹp đúng không? Nhưng mà nếu mà đi gần mà nhìn kiểu nó bị bí ẩn lại, hiểu không? Đó, nhìn nó hơi bí ẩn, nhìn được á. Thôi, chắc là tôi sẽ đi thêm một vòng xung quanh đây xong tôi sẽ reset. Và vừa nãy là bán live và cũng như searching. Thì bây giờ Lộc sẽ thử reset spawn về cái địa điểm gốc của Lộc á. Đấy, để Lộc chạy qua bên castle thì để coi xem nó sẽ ra được trá quỷ bán là trái gì nhá. Được rồi, đi thôi. Ok, reset nào. Rồi bây giờ tôi đang ở đảo này rồi. Đấy, tôi vẫn đang ở đảo này để chăm chỉ farm Katakuri nhưng mà vẫn chưa ra anh em ạ, dội vãi luôn. Tôi đánh đâu đấy khoảng 7-8 con, gần có khi hơn chục con Katakuri đó, vẫn chưa ra được một cái thanh sao nào, khá là đen. Mà trong khi mấy đứa nhóc trong Discord của tôi nó toàn kêu đánh vài con, 1-2 con, 3-4 con ra rồi anh ạ, mà nó không có X2 drop cơ. Tôi chắc là số phận mãi đen rồi anh em. Chơi thế chịu rồi, sao giờ đúng không các bạn? Rồi, thì bây giờ Lộc sẽ đi qua castle, xong Lộc sẽ tele về mansion để Lộc coi xem hiện tại đang bán fruit gì nhé. Mấy ông nha. Rồi, bay lên nào. Úi giời ơi, đi tìm cái này tôi cũng mất phải gần 2 tiếng đồng hồ tìm mãi mới ra đấy mấy ông ạ. Tìm hơi quạm một chút nhưng mà nó spawn lâu lắm anh em ạ, thế nên anh em không phải lo về mất đâu nhá, anh em tìm cứ thoải mái. Đâu để tôi check cái mà. Ui, hiện tại là string tôi thấy không bán nha mấy ông nha, nhưng bán bom, bán string, bán chốt, và vừa nãy không có bán spin nha, nhưng bây giờ lại bán spin và revive, à revive bán kìa, và like không on stock nha. Đó, đấy là tất tật nha các bạn. Và nếu nào thấy bổ ích thì chưa like, chưa đăng ký kênh cho Lộc thì bỏ ra vài giây thôi để like cũng như đăng ký kênh cho Lộc với nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại em các video tiếp theo nha. Bye bye.